Nhà đẹp Tân Á xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng công ty kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thi công nhà biệt thự, dân dụng. Hiện tại chúng tôi đang giám sát và khảo sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay, nhà đẹp Tân Á sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Mạnh có địa chỉ tại Phú Yên. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh căn nhà 3D của anh Mạnh. Căn nhà của anh Mạnh là căn biệt thự 2 tầng có phong cách tân cổ điển. Kết hợp với gam màu chủ đạo là màu trắng giúp cho căn nhà thêm thanh thoát, sang trọng, tươi mới hơn. Cũng như là kết hợp với gam màu xanh dương của mái Nhật giúp cho căn nhà thêm sang trọng, lịch sự cũng như hiện đại hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà, cổng chính cũng như là hệ thống hàng rào giúp cho căn nhà thêm bề thế và sang trọng. Cổng chính chúng tôi thiết kế là cổng đồng đúc, hai bên cột cổng chính thiết kế là cột to, vuông, khỏe khoắn, gam màu chủ đạo là gam màu trắng. Hệ thống hàng rào chúng tôi xen giữa là hệ thống song sắt, có thể nhìn từ bên ngoài vào bên trong được rõ hơn, cũng như là tạo an ninh, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh, chúng tôi thiết kế căn nhà của anh Mạnh có 5 bậc cấp, giúp cho căn nhà thêm sạch sẽ, không bị bám bụi và dễ vệ sinh hơn. Xung quanh chân móng chúng tôi ốp gạch tối màu, giúp cho căn nhà thêm sạch sẽ và khang trang hơn. Hai cột ở sảnh chính chúng tôi thiết kế là hai cột vuông to khỏe khoắn cộng thêm những đường phào chỉ giúp cho căn nhà cũng như là cột thêm sang trọng và bắt mắt hơn. Hệ thống cửa chính chúng tôi thiết kế cửa gỗ khung pano kính phun sơn màu đỏ. Bên cạnh đó, hệ thống cửa sổ chúng tôi thiết kế hệ thống cửa sổ nhôm kính giúp cho căn nhà thêm chắc chắn, đắp thêm những đường phào chỉ giúp cho cửa sổ thêm chắc chắn cũng như là che mưa che nắng được tốt hơn. Nhắc đến căn nhà tân cổ điển thì không thể không nhắc đến mái vòm. Mái vòm giúp cho căn nhà thêm thanh thoát, mềm mại cũng như là tạo cho căn nhà thêm khang trang, sang trọng và hiện đại hơn. Ở tầng 2, chúng tôi thiết kế hệ thống lan can sắt nghệ thuật, phun tĩnh điện giúp bền màu theo thời gian cũng như là đảm bảo an toàn an ninh cho tổng thể ngôi nhà. Nhìn từ góc độ bên trái sang, căn nhà của anh Mạnh cũng rất sang trọng và bắt mắt. Khi hệ thống cửa sổ chúng tôi thiết kế bằng cửa hệ nhôm kính, giúp bền màu theo thời gian cũng như là giảm chi phí trong quá trình xây dựng. Hệ thống tường chúng tôi thiết kế những đường chỉ âm nhằm giảm sự đơn điệu cũng như là tạo cho ngôi nhà thêm bắt mắt hơn. Nhìn từ góc độ bên phải sang, căn nhà của anh cũng rất sang trọng và bề thế khi chúng tôi thiết kế thêm một sảnh phụ để gia đình anh có thể thuận tiện trong đi lại cũng như là nhu cầu sinh hoạt cho gia đình. Bên xe nô mái, những cột trên cột nhà cũng như là cột chính sạch của sảnh chính, chúng tôi thiết kế thêm hệ thống đèn điện nhằm chiếu sáng lung linh huyền ảo vào ban đêm cũng như là sang trọng và bắt mắt vào ban ngày. Đây là một góc nhìn khác vào ban đêm căn nhà của anh Mạnh, nhìn từ bên phải sang nhìn rất là lung linh huyền ảo đúng không các bạn? Đây cũng là một góc nhìn vào ban đêm nhìn chính diện căn nhà của anh Mạnh. Đây là một góc nhìn khác vào ban đêm nhìn từ ngoài vào trong căn nhà của anh Mạnh, nhìn rất là sang trọng và bề thế. Nhìn từ trên cao xuống căn nhà của anh Mạnh tọa lạc trên một diện tích đất rất là rộng lớn, khuôn viên sân vườn rộng rãi dùng để làm bãi đỗ xe ô tô cũng như là tạo cho gia đình có không gian đầm ấm sau một tuần làm việc cũng như là học tập. Sau đây xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của công ty nhà đẹp Tân Á nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với công ty nhà đẹp Tân Á. Xin giới thiệu với các bạn, đây là kênh YouTube của công ty. Ở đây chúng tôi trưng bày rất là nhiều mẫu nhà, từ nhà phố, nhà biệt thự, nhà vườn, nhà cấp 4. Ở đây các bạn có rất nhiều mẫu nhà để có thể lựa chọn cho mình phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng. Các bạn có thể ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi sản xuất nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một kênh website mang tên miền nhà đẹp Tân Á .vn. Ở đây chúng tôi cũng trưng bày nhà đẹp từ miền Trung ra miền Bắc cho tới vào tận miền Nam, cùng các mẫu nhà rất là bắt mắt. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể truy cập website của công ty cũng như là kênh YouTube để có sự lựa chọn phù hợp với ngôi nhà của mình trong tương lai các bạn nhé. Các bạn thân mến, chỉ với 1 tỷ đồng, nhà đẹp Tân Á đã thiết kế bản vẽ 3D căn nhà của anh Mạnh có công năng như sau. Tầng 1 chúng tôi thiết kế một phòng khách rất rộng lớn, bên cạnh phòng khách là bếp ăn cũng như là một phòng ngủ và một khu vệ sinh riêng biệt. Còn tầng 2 chúng tôi thiết kế một phòng thờ có 3 phòng ngủ và có hai ban công cũng như là có hai khu vệ sinh riêng biệt giúp các thành viên trong gia đình anh có thể thuận tiện đi lại cũng như là nhu cầu sinh hoạt được dễ dàng hơn. Thông qua bản vẽ 3D thì chúng ta cũng nhìn thấy được căn nhà của anh Mạnh rất là sang trọng, lịch sự và bắt mắt đúng không ạ? Còn bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Mạnh sẽ như thế nào nhé.
Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã tìm về tận nơi để đo đạc phong thủy cũng như là mặt bằng định vị công trình căn nhà của anh Mạnh. Đây là mặt bằng phong thủy căn nhà của anh Mạnh. Được biết, anh nhà Mạnh sinh năm 1995, hướng tốt là Bắc, Đông, Đông Nam và Nam. Còn đây là mặt bằng định vị công trình. Theo nhu cầu và nguyện vọng của gia đình anh Mạnh thì chúng tôi thiết kế căn nhà của anh Mạnh có diện tích 12 x 9 m², có 2 tầng, tầng 1 và tầng 2. Tầng 1 chúng tôi thiết kế có công năng như sau. Từ sảnh chính bước vào, chúng tôi thiết kế một phòng khách có diện tích 37,5 m². Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thiết kế thêm hệ thống bàn ghế sofa để gia đình anh có thể thư giãn và sinh hoạt được thuận tiện hơn. Từ phòng khách di chuyển vào là bếp cộng ăn có diện tích 23,9 m². Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thiết kế thêm một sảnh phụ ở bếp ăn có thể giúp gia đình anh di chuyển được thuận tiện hơn. Khu vực giữa phòng khách và phòng bếp ăn, chúng tôi thiết kế thêm một bể cá cảnh để gia đình anh có thể nuôi những loài cá mà gia đình anh yêu thích. Ở tầng 1, chúng tôi thiết kế một phòng ngủ có diện tích 15,4 m² và một khu vệ sinh riêng biệt có diện tích 6,4 m². Chúng tôi thiết kế ở tầng 1 một hệ thống cầu thang giúp gia đình anh có thể thuận tiện trong đi lại di chuyển giữa tầng 1 và tầng 2. Ở khu vực cuối nhà, chúng tôi thiết kế thêm một sảnh phụ để giúp gia đình anh có thể thuận tiện di chuyển ra sân ướt. Tầng 2 chúng tôi thiết kế căn nhà của anh Mạnh có công năng như sau. Phòng thờ có diện tích 15 m². Ở phòng thờ chúng tôi thiết kế thêm một ban công giúp phòng thờ có thể đón ánh sáng trực tiếp của thiên nhiên cũng như là giúp không gian của phòng thờ thêm thoáng mát và sạch sẽ cũng như là trang nghiêm hơn. Ở đây chúng tôi thiết kế có 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt như sau: 16,7 m², 15,4 m² và phòng ngủ cuối cùng chúng tôi thiết kế thêm một ban công. Phòng ngủ cuối cùng có diện tích 15,4 m², khu vực ban công giúp đón ánh sáng của tự nhiên cũng như giúp gia đình anh có thể thư giãn. Ở tầng 2 chúng tôi thiết kế 2 khu vệ sinh riêng biệt có diện tích lần lượt là 4,4 và 4 m². Ở xung quanh ngôi nhà chúng tôi thiết kế thêm hệ thống cửa sổ giúp đón ánh sáng được tốt hơn cũng như là giúp không gian sống cũng như là giúp không gian của gia đình anh, ngôi căn nhà của anh hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Mạnh có địa chỉ tại Phú Yên. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhà đẹp Tân Á. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Còn video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.